vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Bà Harris bất ngờ đẩy ông Trump ra sau tại Iowa, địa bàn từng là sân nhà của ông. Kết quả một cuộc thăm dò cử tri mới đây ở bang Iowa, Mỹ cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bất ngờ dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump tới 3%, ghi nhận từ báo Kinh tế và Đô thị. Đáng chú ý, đây là một tiểu bang mà ông Trump và Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng với cách biệt lớn trong cả hai kỳ bầu cử Tổng thống trước đó. Cựu Tổng thống Mỹ cũng từng dẫn trước đối thủ 4% tỷ lệ ủng hộ ở Iowa trong cuộc thăm dò tương tự hồi tháng 9 và dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tới 18%, theo kết quả thăm dò được công bố hồi tháng 6. Cuộc thăm dò trên do báo Des Moines Register phối hợp với công ty truyền thông Mediacom chi nhánh Iowa và chuyên gia thăm dò nổi tiếng Ann Selzer được thực hiện đối với 808 cử tri tiềm năng từ ngày 28 đến 31 tháng 10 và được công bố vào cuối ngày 2 tháng 11 với biên độ sai số khoảng 3,4%. Cụ thể, tỷ lệ cử tri ủng hộ bà Harris ở tiểu bang này đang là 47% so với 44% của ông Trump. Trong đó, Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ đã vượt cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa trong việc giành sự ủng hộ từ những cử tri độc lập nói chung ở Iowa, với tỷ lệ của hai người lần lượt là 46%, 39%. Bên cạnh đó, bà Harris dẫn trước đối thủ tới 28 điểm đối với những cử tri nữ độc lập. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với cách biệt 5 điểm do chính bà thiết lập hồi tháng 9. Phó Tổng thống 60 tuổi cũng vượt trội trước cựu Tổng thống 78 tuổi ở cả những đối tượng người cao tuổi. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ của các cử tri nữ từ 65 tuổi trở lên đối với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm nay lần lượt là 63%, 28% và các cử tri nam ở độ tuổi tương tự là 47%, 45%. Những kết quả trên cho thấy, những cử tri có quan điểm chính trị độc lập, phụ nữ và cử tri lớn tuổi là động lực thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ của Phó Tổng thống Harris ở tiểu bang vốn được xem như sân nhà của Đảng Cộng Hòa trong hơn 8 năm qua. Tuy nhiên, thăm dò của Des Moines Register, Mediacom và chuyên gia Ann Selzer cho thấy, cựu Tổng thống Trump vẫn có lợi thế lớn trong việc lấy lòng các đối tượng cử tri nam, với tỷ lệ ủng hộ đạt 52% so với 38% của Phó Tổng thống Harris. Con số này giảm đôi chút so với tỷ lệ 59%, 32% giữa ông Trump và bà Harris, theo kết quả một khảo sát tương tự hồi tháng 9. Ngoài ra, một cuộc thăm dò khác của cao đẳng Emerson và trang tin Real Clear Defense đối với những cử tri có khả năng bỏ phiếu ở Iowa được công bố hôm 2 tháng 11 cho thấy ông Trump vẫn dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 53%, 43%. Bà Ann Selzer là một chuyên gia thăm dò cử tri nổi tiếng ở Mỹ và được nhiều chính trị gia kính trọng. Bà bắt đầu sự nghiệp với tư cách biên tập viên của báo Des Moines Register và đã tổ chức nhiều cuộc thăm dò ý kiến người dân trên khắp Iowa cho tờ báo này từ năm 1987. Đến năm 1994, bà nghỉ việc tại Des Moines Register để thành lập công ty thăm dò của riêng mình mang tên Selzer & Co. Tên tuổi của Ann Selzer trở nên nổi tiếng khi bà là người thăm dò ý kiến duy nhất dự đoán chính xác chiến thắng của cựu Tổng thống Barack Obama từ vòng bầu cử sơ bộ đến chính thức ở bang Iowa năm 2008. Công ty Selzer & Co. của bà cũng là đơn vị thăm dò duy nhất nhận định chính xác cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng tại bang này vào các năm 2016 và 2020 với cách biệt từ 2 điểm trở lên. Với những thành tựu trên, Ann Selzer được những người hâm mộ đặt cho các biệt danh như Nữ hoàng thăm dò của Iowa, nhà tiên tri Cassandra của Des Moines hay người thăm dò ý kiến tốt nhất chính trường Mỹ. Nate Silver, người sáng lập trang phân tích bầu cử hàng đầu nước Mỹ, 538, xếp bà Selzer đứng thứ hai trong danh sách các nhà thăm dò ý kiến uy tín nhất nước này, chỉ sau New York Times, Sina. Cựu Tổng thống Donald Trump từng ca ngợi Ann Selzer là một nhà thăm dò ý kiến tài năng sau khi bà dự đoán ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín tại bang Iowa trong giai đoạn bầu cử sơ bộ ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa năm 2023. Tuy nhiên, thái độ này đã thay đổi sau khi kết quả thăm dò mới đây của Des Moines Register, Mediacom được công bố với việc ông Trump ám chỉ bà Selzer là người ghét mình trong cuộc phỏng vấn với kênh NBC News hôm 3 tháng 11. Khảo sát của Emerson cho thấy tôi dẫn tới 10 điểm. Những thăm dò khác cũng cho thấy tôi dẫn từ 12 đến 13 điểm. Đó là cuộc thăm dò giả mạo được thực hiện bởi một người ghét Trump, người đã lạm dụng quá nhiều mẫu khảo sát từ các thành viên Đảng Dân Chủ, cựu Tổng thống Mỹ phát biểu. Bầu cử Mỹ đảo chiều, bà Harris dẫn trước ông Trump không ngừng bám đuổi.
Kết quả khảo sát lần cuối của New York Times cho thấy bà Harris chiếm ưu thế trong số cử tri chốt lựa chọn bầu cử sát ngày, trong khi ông Trump đuổi kịp tại bang chiến trường quan trọng nhất. Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, khảo sát cho thấy ông Donald Trump đã xóa hoàn toàn khoảng cách với bà Kamala Harris tại Pennsylvania, bang chiến địa có số phiếu bầu đại cử tri lớn nhất. Nói cách khác, hai ứng viên này về cơ bản đang hòa nhau tại đây. Ngoài Pennsylvania, cả hai cùng đang hòa ở bang chiến trường khác là Michigan và Georgia. Ông Trump chỉ chiếm ưu thế tại bang Arizona, trong khi bà Harris đang có lợi thế tại Nevada, North Carolina và Wisconsin. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giữa cả 7 bang chiến địa trên đều cực kỳ nhỏ và nằm trong phạm vi sai số của thống kê. Do đó, không thể xác định rõ ai mới đang thực sự giành ưu thế ở các bang trên. Thực tế cho thấy, cục diện của hai ứng viên ở 7 bang chiến trường liên tục đảo chiều sau mỗi lần tổng hợp kết quả khảo sát, nhấn mạnh tính khó đoán đến những phút cuối cùng của cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, theo The New York Times, bà Harris đang có ít nhiều lợi thế ở chặng đua cuối khi ngày càng nhiều cử tri đưa ra quyết định giờ chót nghiêng về phía bà. Trong số cử tri thừa nhận chỉ vừa chốt sẽ bầu cử cho ai, chiếm 8% cử tri được khảo sát. Có đến 55% khẳng định sẽ bầu cho bà Harris. Tuy nhiên, cơ hội cho ông Trump vẫn còn khi có đến 11% cử tri cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định bầu cử cuối cùng hoặc đã chốt nhưng còn có thể đổi ý. Bà Harris cũng đang có lợi thế trong một nội dung bầu cử khác, cử tri bỏ phiếu sớm. Đến nay, có ít nhất 70 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm. Trong số cử tri tham gia khảo sát của New York Times tại 7 bang chiến trường, khoảng 40% người cho biết đã bỏ phiếu rồi. Số người ủng hộ bà Harris trong tệp cử tri này nhiều hơn ông Trump 8 điểm phần trăm. Tuy nhiên, số cử tri chưa đi bầu và ủng hộ ông Trump lại nhiều hơn bà Harris. Khảo sát của New York Times cũng cho thấy ông Trump duy trì phong độ tốt hơn ở nhóm cử tri từng ủng hộ mình trong hai kỳ bầu cử trước, bao gồm cử tri da trắng không học đại học và cử tri nam. Ông cũng đang tăng dần sự yêu thích trong cử tri trẻ, cử tri da màu hoặc cử tri mới. Trong khi đó, so với ông Biden của năm 2020, bà Harris lại đang mất dần sức hút với cử tri trẻ, cử tri da màu và cử tri gốc Mỹ Latin. Ông Trump và bà Harris làm gì trước ngày bầu cử? Trước ngày bầu cử, bà Kamala Harris chọn đến Michigan, còn ông Donald Trump dự kiến đến 3 tiểu bang Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia để vận động tranh cử, ghi nhận từ VTC News cho biết. Trong khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris nhắm đến Michigan, thì ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Donald Trump lại đến 3 tiểu bang dao động lớn nhất khi chưa đầy 48 giờ nữa sẽ diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ. Michigan là một trong 7 tiểu bang chiến trường được theo dõi chặt chẽ. Ông Trump cũng đã lật ngược tình thế ở Michigan, thành trì trước đây của Đảng Dân Chủ, trên con đường đánh bại Hillary Clinton vào năm 2016. Tổng thống Joe Biden từng đưa tiểu bang này trở lại phe Dân Chủ vào năm 2020 nhờ sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và cộng đồng người da màu. Hiện tại, cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra vô cùng căng thẳng với nhiều tiểu bang có kết quả thăm dò ngang bằng nhau. Có khoảng 75 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu sớm trước. Theo số liệu thăm dò trung bình do Real Clear Politics công bố, tính đến tối ngày 2 tháng 11, không có ứng cử viên nào có cách biệt lớn hơn 3 điểm ở tiểu bang chiến địa trong 7 tiểu bang quyết định chức Tổng thống. Phó Tổng thống Kamala Harris bỏ phiếu qua thư trước ngày bầu cử. Trước đó một ngày, ông Trump và bà Harris cùng tới Bắc Carolina để lôi kéo sự ủng hộ tại tiểu bang chiến địa phía Đông Nam. Đây là lần thứ tư Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đến một tiểu bang vào cùng một ngày. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của 7 tiểu bang có khả năng quyết định cuộc đua vào Nhà Trắng và cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cả hai ứng viên đang ở thế cân bằng. Trước khi vào chặng đua cuối cùng,
nhóm chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ, dự kiến tổ chức sự kiện kết nối trên 7 tiểu bang chiến trường vào ngày 4 tháng 11 để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.